Ghi bàn, Kim Min Chê 5, Hoàng Hy Trang 27, Minh Trọng, phản lưới, 50, Son Hiêm Minh 61, Lee Kang In 69, Cheong U Long 86. Thẻ đỏ, Việt Anh 61. Việt Nam làm khách trước đối thủ mạnh về đẳng cấp, Hàn Quốc. Trận đấu chứng kiến sự áp đảo của đội chủ nhà với 67% thời gian kiểm soát bóng và 33 lần dứt điểm, trong đó có 12 lần trúng hướng cầu môn và ghi 6 bàn. Mặc dù thua đậm, các học trò của huấn luyện viên Philippe Chusier vẫn để lại một số điểm sáng với một vài cơ hội rõ ràng trong suốt trận đấu. Bùi Hoàng Việt Anh của Việt Nam đã nhận thẻ đỏ vào đầu hiệp 2. Dù thế, Việt Nam không bỏ cuộc và vẫn thi đấu tận tâm. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có 6 pha cứu thua xuất sắc để giúp đội khách không thua nhiều hơn. Các ngôi sao đang thi đấu ở các câu lạc bộ ở châu Âu của Hàn Quốc đã ghi bàn trong trận đấu này. Kim Min Chê và Hoàng Hy Trang ghi bàn trong hiệp 1, trong khi Son Hyun Min và Lee Kang In làm tung lưới của Đặng Văn Lâm trong hiệp 2. Dù vừa mới bình phục sau chấn thương, Son và Lee Kang In đã thi đấu rất nhiệt tình, tạo áp lực lớn lên hàng thủ Việt Nam. Trong thế trận này, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội đã được thể hiện rõ ràng, và Hàn Quốc đã thể hiện sự áp đảo của mình ngay từ phút thứ 5 khi Kim Min Chê ghi bàn từ quả phạt góc của Lee Kang In. Sau bàn thua đầu tiên, Việt Nam gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng và để Hàn Quốc tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Cột dọc đã giúp đội khách thoát khỏi tình huống dứt điểm của Lee Kang In, trước khi các cầu thủ của Philippe Chusier tự tin trở lại và thể hiện sự nỗ lực. Việt Nam có cơ hội đầu tiên vào phút 22 của trận đấu. Từ một pha phản công, Hùng Dũng đã dứt điểm tại rìa vùng cấm địa, bóng đập vào chân của hậu vệ Hàn Quốc và tìm đến vị trí của Trương Tiến Anh. Tuy nhiên, cú dứt điểm của hậu vệ cánh phải Việt Nam lại quá yếu. Chỉ một phút sau đó, Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn còn rõ rệt hơn. Trương Tiến Anh đã thực hiện một động tác xuất sắc để loại bỏ hậu vệ Hàn Quốc trước khi tung ra cú sút bằng chân trái, nhưng bóng lại vọt xa cột. Việt Nam đã đẩy cao đội hình và điều này đã tạo ra những khoảng trống ở phần sân nhà. Hàn Quốc đã tận dụng cơ hội từ một pha tấn công nhanh ở giữa sân để ghi bàn thứ hai. Hoàng Hy Trang đã thoát xuống và ghi bàn ở góc gần. Cuối hiệp 1, trận đấu đã trở nên đôi công, nhưng không đội nào ghi thêm bàn thắng mặc dù cả Son, Lee và Đình Bắc đều có những cơ hội để dứt điểm. Trong hiệp 2, Hàn Quốc đã gia tăng sức mạnh và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Văn Lâm đã phải đối mặt với nhiều cơ hội nguy hiểm từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh vẫn phải vào lưới nhặt bóng ở phút 50 sau một tình huống phản lưới của hậu vệ Việt Nam, Minh Trọng. Hai bàn thắng tiếp theo của Hàn Quốc đều có dấu ấn của Son Hyun Min. Anh cùng đồng đội Hoàng Hy Trang đã thực hiện một pha đập nhà với nhau ở trung lộ trước khi tiền đạo của Tottenham Hotspur ghi bàn. Với 4 lần cố gắng, Son mới ghi được bàn thắng của riêng mình trong trận đấu này. Chưa đầy 10 phút sau đó, Son đã chuyền bóng cho Lee Kang In xử lý khéo léo và ngôi sao của PSG đã ghi bàn thứ 5 cho Hàn Quốc, nâng tỷ số lên 5-0. Xen giữa hai bàn thắng đó, Son còn đóng góp vào quyết định để đuổi người cầu thủ Việt Nam. Pha chạm bóng trước và va chạm không may với chân trụ của Son đã khiến trung vệ Việt Nam, Việt Anh phải nhận thẻ đỏ.